Rồi thì cái này nó nói cái gì? Cái này nó nói là cái vai trò của thằng ABCG2 á, là nó sẽ chịu trách nhiệm để thải trừ axit uric. Axit uric là những cái chấm màu cam cam này, từ trong máu đi vào trong lòng ruột để thải ra ngoài. Thì sẽ có một số trường hợp đột biến, ví dụ như là có cái sự xuất hiện của một cái đoạn 141K này nè, thì nó sẽ làm bất hoạt, nó ngăn không cho cái ABCG2 này nó có thể gắn lên trên bề mặt của biểu mô đường tiêu hóa. Do đó thì nó sẽ làm giảm sự thải trừ axit uric. Và cái nếu mà xuất hiện của cái yếu tố 141K này á, nó sẽ làm cho xuất hiện một cái hiện tượng gọi là hiện tượng kết tụ. Kết tụ thì nó sẽ phá hủy cái thụ thể ABCG2 này, và do đó nó cũng sẽ không thể thải trừ axit uric được ra ngoài. Thì coccin á, coccin ngoài cái việc một hồi mình thấy cái cơ chế coccin là tác động trên các cái tế bào ở mô đang bị viêm á, thì coccin nó cũng sẽ ức chế cái quá trình gọi là kết tụ của các ABCG2 này, nó không cho ABCG2 bị kết tụ để nó phá hủy ABCG2, nó bảo tồn được ABCG2 của cơ thể. Rồi như vậy thì những yếu tố nguy cơ nào là sẽ dẫn tới tình trạng gút? Thì mình có đầu tiên đó là tình trạng tăng axit uric máu, hyperuricemia. Tiếp theo là giới tính nam. Tiếp theo là tình trạng suy thận mạng, tăng huyết áp, béo phì, bệnh lý tim mạch vành, coronary heart disease, ví dụ như là hội chứng vành cấp, hoặc là đau thắt ngực ổn định không ổn định á, hay là nhồi máu cơ tim vân vân, đặt stent mạch vành, đó là những cái bệnh lý mạch vành. Béo phì, đái tháo đường, diabetes là đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hội chứng chuyển hóa, và một số tình trạng ghép tạng. Ghép tạng thì ghép tạng này tại sao nó là yếu tố nguy cơ dẫn tới tình trạng gút? Thì có nhiều nguyên nhân ha. Thứ nhất là khi mà người ta ghép tạng, người ta phải dùng những thuốc ức chế miễn dịch. Thuốc ức chế miễn dịch thì những thuốc ức chế miễn dịch thì các bạn thấy là nó cũng sẽ gây ra tình trạng giảm thải trừ axit uric. Bên cạnh đó, khi mà ghép tạng á, thì khi bệnh nhân ghép tạng thì chắc chắn cơ thể sẽ tạo ra đáp ứng miễn dịch để chống lại cái tạng ghép. Thì khi mà cơ thể tạo ra đáp ứng miễn dịch chống lại tạng ghép thì có phải là các bạn thấy là nó sẽ xuất hiện sự chu chuyển sinh các dòng tế bào không? Thì khi chu chuyển sinh các dòng tế bào tăng lên thì nó cũng sẽ là một những yếu tố nguy cơ dẫn tới tăng axit uric máu và dẫn tới gút. Về thuốc á, thì mình thấy là những cái thuốc mà thường gây ra tình trạng tăng axit uric máu đều là những yếu tố nguy cơ của bệnh gút hết. Ví dụ như lợi tiểu, ví dụ như là cyclosporine. Cái cơ chế để gây ra tình trạng gút của những cái thuốc này mình sẽ tìm hiểu ở những slide sau ha. Hoặc là aspirin liều thấp. Tại sao phải nhấn mạnh aspirin liều thấp ở đây? Là bởi vì aspirin liều thấp thì sẽ ức chế cái sự thải trừ axit uric, nhưng ngược lại aspirin liều cao sẽ gia tăng thải trừ axit uric. Do đó aspirin liều cao nó lại là một cái yếu tố bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng tăng axit uric máu. Liều thấp là liều nhỏ hơn 1 gram một ngày ha. Liều cao là trên 2 gram một ngày. Rồi, các thực phẩm giàu purin như là thịt, hải sản, thịt đặc biệt là thịt đỏ. Ngoài ra, ngoài các loại thịt ra còn những cái loại ví dụ như là các loại thực vật như là đậu, các loại đậu, đặc biệt là đậu nành, măng tây, nấm, những cái loại đó. Thức uống có cồn hoặc là những cái thức uống có vị ngọt. Tại sao đây là thức uống nhiều đường có vị ngọt mà không phải là một cái loại đường gluco hay là gì? Thì một hồi mình sẽ tìm hiểu sau ha.
Đây nè, đây là những cái thuốc mà thường sẽ làm tăng nồng độ axit uric máu, thì các bạn có thể học trong những cái bản này à. Cơ chế của những cái thuốc đó nó gây ra tình trạng tăng axit uric máu như thế nào thì bên này nó cũng có tóm tắt ha. Ví dụ như thằng aspirin này là gia tăng tái hấp thu axit uric. Các cái thuốc cytotoxic chemotherapy, cytotoxic chemotherapy là những cái thuốc hóa trị trong ung thư á, thì nó sẽ làm ly giải tế bào mô u, khối u, đúng không? Thì nó sẽ là xuất hiện hiện tượng chu chuyển sinh tế bào đó. Rồi lợi tiểu ha, là gia tăng sự tái hấp thu axit uric ở ống lượng gần. Tuy nhiên cũng sẽ có một số trường hợp là lợi tiểu cũng sẽ gia tăng thải trừ axit uric. Thì một hồi cái cơ chế này mình sẽ có cái hình nói sau ha. Và những người mà sử dụng thuốc lợi tiểu đương nhiên đi tiểu nhiều cho nên thể tích tuần hoàn sẽ giảm. Mà thể tích tuần hoàn họ giảm thì họ sẽ dẫn tới giảm cái lượng nước tiểu, dẫn tới giảm thải trừ axit uric. Rồi các thuốc ức chế miễn dịch, thuốc chế miễn dịch ví dụ như là thằng cilosporin, tacrolimus à, thì cơ chế nó ở đây ha. Cơ chế của nó cũng đa phần là tác động lên sự thải trừ của axit uric thôi. Ngoài ra ở đây mình có thấy thêm một số cái nữa, ví dụ như là testosterone ha. Thì cái này một số cái các bạn tham khảo thôi. Thì những người mà thuộc nhóm sản xuất thì mình không cần nhớ cái này ha. Đây ha, đây là cái cơ chế dẫn tới cái tình trạng tăng axit uric do những cái thuốc mà nãy giờ mình mới đề cập. Thì mình thấy ha, đây là máu nè, đây là tế bào biểu mô, nguyên cái khối này là tế bào biểu mô của ống thận ha, ống lượng gần ha. Còn bên này là nước tiểu. Thì theo nguyên tắc là axit uric nó sẽ được thải trừ từ trong máu đi ra ngoài cái ống nước tiểu này, nó thải đi. Thì mình thấy ha, đây axit uric nó được tái hấp thu bởi urat 1 từ nước tiểu vào trong, thì aspirin liều thấp á, salicylate liều thấp nè, nó sẽ ức chế urat 1 này. Ức chế urat 1 này thì axit uric nó không có tái hấp thu được, thì nó sẽ tồn tại cái aspirin liều thấp này á, nó sẽ kích thích một phần cái urat 1 này à. Kích thích nha, cái chữ S là chữ kích thích nha các bạn. Stimulate là nó sẽ kích thích urat 1 này, do đó sẽ tăng cái sự tái hấp thu của axit uric vào trong tế bào biểu mô, và từ đó sẽ tăng sự tái hấp thu của axit uric vào trong máu. Rồi đó là cái aspirin liều thấp ha. Rồi mình có một số thuốc khác, ví dụ như là cilosporin cũng, hoặc là một số thuốc ví dụ như furosemic hoặc là lợi tiểu thiazid đó. Thì lợi tiểu thiazid hay là furosemic thì nó sẽ ức chế cái MRP4. MRP4 này á, vốn dĩ nó là một cái bơm đa đề kháng, thì nó sẽ tống xuất axit uric vào trong nước tiểu. Thì khi mà dùng thiazid và furosemic thì nó sẽ ức chế cái bơm này, nó ngăn không cho cái bơm này đẩy cái axit uric vào trong nước tiểu, thì đương nhiên nó sẽ tích lũy ở trong máu. Rồi ngoài ra cái furosemic và thiazid nó cũng sẽ tác động lên trên cái NBT1, NBT4 à, thì cái này nó cũng là những cái transistor chịu trách nhiệm để thải trừ axit uric ha. Thì những cái phần này là các bạn sản xuất thì được miễn ha. Những bạn lâm sàng và các cái lớp như là phân phối hay bệnh viện thì nên tham khảo để thi hoặc là để biết thêm. Như vậy cái mức độ nãy giờ mình nói là có rất nhiều yếu tố nguy cơ nó dẫn tới tình trạng tăng axit uric.
nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng nó như thế nào, mức độ ảnh hưởng nó như thế nào thì trong cái slide này nó cho mình biết ha. Thì cái bảng này á, nó có ba cái cột. Cột đầu tiên là các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng gút, yếu tố nguy cơ của tình trạng gút hoặc có liên quan đến vấn đề gút. Cái cột thứ hai là cái liều lượng. Liều lượng, ví dụ ha, một người mà sử dụng thức uống có cồn á, thì đây là giữa so sánh giữa cái nhóm dùng 50 gram một ngày và nhóm không sử dụng. Thì trong thức uống có cồn nó có bia, rượu mạnh, spirit là rượu mạnh, và rượu vang là wine. Thì nó ở đây là gì? Bia là uống từ 2 cốc một ngày trở lên so với người không uống. Rượu mạnh là 2 cốc một ngày trở lên so với người không uống. Rượu vang là 2 cốc một ngày trở lên so với người không uống. Thì đây là cái liều lượng ha. Đối với cái cột thứ ba này là cái cột nguy cơ. Cái cột nguy cơ thì các bạn thấy ha, cái con số bên ngoài này các bạn thấy có 3 con số đúng không? Ở cột thứ ba này có 3 con số. Cái cột đầu tiên á, cột số đầu tiên chính là cái nguy cơ. Tức là sao? Ví dụ nha, một người sử dụng thuốc lợi tiểu thì sẽ tăng 3,37 lần nguy cơ bị gút so với người không sử dụng thuốc lợi tiểu. Đó là diễn giải. 3,37 lần nguy cơ thì nó cũng tương đương với 237%. Các bạn ví dụ như là đoạn dây A dài gấp đôi đoạn dây B, thì các bạn có thấy là có phải là chiều dài đoạn dây A ví dụ như 20cm thì đoạn dây B là nó 10cm. Như vậy có phải là đoạn dây A nó hơn 100% chiều dài của đoạn dây B không? Tức là nó hơn hẳn một lần 10cm. Thì cái này cũng vậy. Các bạn chỉ có lấy số nguy cơ các bạn trừ cho 1, các bạn nhân cho 100 thì nó ra được số phần trăm. Rồi tương tự như vậy, thức uống có cồn, một người mà uống 50g thức uống có cồn một ngày so với người không uống á, thì người mà thức uống có cồn á sẽ tăng 2,53 lần nguy cơ bị gút, hay là 153% nguy cơ bị gút so với người không uống. Uống bia, uống từ 2 cốc một ngày trở lên, tăng 2,51 lần nguy cơ so với người không uống. Uống rượu mạnh từ 2 cốc một ngày trở lên, tăng 1,60 lần nguy cơ, hoặc là 60% nguy cơ so với người không uống. Cái rượu van này mình sẽ để lại mình nói sau ha. Rượu van này mình sẽ nói sau. Tăng huyết áp, một người mà bị tăng huyết áp á, thì tăng 2,31 lần nguy cơ bị gút, hoặc là 131% nguy cơ bị gút so với người không bị tăng huyết áp. Body mass index tức là BMI á, BMI nó cho biết tình trạng béo phì á. Thì nếu mà một người mà họ có cái BMI từ 30kg trên mét vuông, có nghĩa là người này bị béo phì nè. 30kg trên mét vuông là tiêu chuẩn béo phì của châu Âu á. Ở độ tuổi 21 thì sẽ tăng 2,14 lần nguy cơ bị gút so với một người cùng độ tuổi mà không bị béo phì. Một người mà sử dụng thức uống có đường, sweetened beverage consumption, thức uống có đường ha, trên 2 cốc một ngày so với người không uống á, thì tăng 1,85 lần nguy cơ. Sử dụng fructo, các loại thực phẩm có fructo ví dụ như siro bắp, đường, bánh kẹo gì đó, thì một người thường xuyên sử dụng tăng 1,81 lần nguy cơ, hay là 81% nguy cơ so với người ít sử dụng. Một người sử dụng thường xuyên hải sản thì tăng 1,51 lần nguy cơ, hay là 51% nguy cơ so với người ít sử dụng. Thường xuyên sử dụng thịt, meat consumption, thường xuyên á, thì sẽ tăng 1,41 lần nguy cơ so với người không hoặc là ít sử dụng thịt, hoặc là 41% nguy cơ ha. Một người mà sử dụng thực phẩm từ sữa, thường xuyên sử dụng so với người ít sử dụng, thì người mà thường xuyên sử dụng á sẽ tăng 0,56 lần nguy cơ so với người ít sử dụng. Thì các bạn thấy con số 0,56 này nó nhỏ hơn 1. Nếu mà bạn lấy
nguy cơ bạn nhân cho 0,56 như vậy là nguy cơ nó tăng hay giảm? Thì đầu tiên đương nhiên là nó phải giảm đúng không? Các bạn lấy 0,56 một con số nhỏ 1, bạn nhân cho một cái chỉ số nào đó thì nó sẽ là giảm cái chỉ số đó xuống. Như vậy thực tế là mình không có nói là tăng, mà những người mà sử dụng thực phẩm từ sữa thường xuyên sẽ giảm nguy cơ bị gút. Và giảm bao nhiêu? Giảm 0,44 lần nguy cơ bị gút, hay là giảm đi 44%. Tại sao ra con số 0,44 hoặc là 44%? Các bạn lấy con số 1 bằng trừ cho 0,56 sẽ ra là 0,44. Giảm mà, giảm 0,44 và nó giảm 44%. Tương tự như vậy, vitamin C từ 1500mg một ngày trở lên so với người dùng dưới 250mg một ngày thì cái nguy cơ nó sẽ tăng hay giảm? Nó giảm đúng không? Nó giảm đi 0,45 lần nguy cơ. Một người mà dùng trên 1500mg vitamin C một ngày thì nó giảm đi 0,45 lần nguy cơ so với người dùng dưới 250mg một ngày, hay là giảm đi 45%. Sử dụng cà phê, sử dụng cà phê thì nếu một ngày một người mà dùng từ 6 cốc cà phê trở lên á thì nó sẽ giảm đi 0,59 lần nguy cơ bị gút, hoặc là 59% nguy cơ bị gút so với người không sử dụng. Thì đương nhiên không thể nào mà mình nói là một ngày mà mình nhân phải uống ít nhất là 6 cốc cà phê để giảm acid uric. Tất cả những cái này nó đều là chỉ là nghiên cứu đơn lẻ, thì mình sẽ phải phối hợp nhiều yếu tố với nhau để mình gia tăng được cái hiệu quả kiểm soát acid uric.